Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn các bước. Đầu tiên là cơ bản về tập thổi tiêu. Bước thứ nhất, tập cầm tiêu và tìm hiểu thế bấm và thanh âm trên cây tiêu. Đây là cây tiêu bát khẩu. Nó có thêm một lỗ phụ mình được thêm thôi, còn thực ra cái lỗ này là không có. Cây tiêu bát khẩu nó có 8 lỗ bấm, hệ 6 và 1. Đây là nốt mi giá, đây là nốt la giá. Khi chúng ta bịt hai nốt này lại thì cái tiêu bát khẩu sẽ có 6 lỗ. Một lỗ này, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lỗ bấm này tương ứng với 6 lỗ bấm trên cái 6 ngang 6 lỗ. Khi chúng ta chơi thì thường hai nốt thăng giá này được giữ nguyên. Mình xin hướng dẫn các bạn cách cầm cái tiêu 8 lỗ, cái tiêu bát khẩu hệ 6-1-1. Đầu tiên các bạn đặt ngón trao nhẫn của bàn tay phải vào lỗ mi giá và ngón cái của bàn tay phải bên dưới cái tiêu. Bước hai, các bạn đặt ngón chính giữa của bàn tay trái vào lỗ la giá hoặc ngón cái của bàn tay trái ở trên lỗ si. Như vậy cái tiêu đã ở chắc chắn trên tay, kể cả khi chúng ta mở ra các lỗ ra. Sau đây mình xin thường cho các bạn tập cầm cái tiêu 10 lỗ hệ Việt Nam. Đầu tiên các bạn đặt ngón út của bàn tay phải vào nốt đô thăng, ngón chính giữa của bàn tay phải vào nốt mi giá và ngón cái của bàn tay phải phía trên nốt pha. Tiếp theo các bạn đặt ngón chính giữa của bàn tay trái vào nốt la giá và ngón cái của bàn tay trái phía trên nốt si. Ngón út của bàn tay trái vào nốt pha thăng. Như vậy cái tiêu 10 lỗ hệ Việt Nam chỉ còn 6 lỗ. 1 lỗ, 2 lỗ, 3, 4, 5, 6. Và 6 lỗ này cũng tương ứng với 6 lỗ trên cây 6 ngang 6 lỗ. Cũng như sáo, để thổi tiêu tiêu các bạn cần đặt môi đúng, thổi đúng và bịt kín lỗ. Nếu các bạn bịt không kín lỗ thì các bạn sẽ không thổi được tiêu đâu. Đây là mình sẽ đi thở nhé. Đấy, vì vậy xong quá trình thổi tiêu, các bạn nên nhờ một bạn nào đấy xem hộ, xem là có bị thở lỗ nào không, hoặc các bạn có thể dùng băng dính để bịt tất cả các lỗ lại để chỉ tập thổi tiêu thôi. Các bạn tập đến lúc mà các bạn thổi được nốt đồ một thì xem như các bạn đã thổi được cái tiêu tiêu. Do vậy ban đầu
khi tập tiêu thì các bạn không nên bịt những cái lỗ này vào, bởi vì các bạn có thể bịt không kín. Và chúng ta sẽ tập bắt đầu từ nốt si, bởi vì nốt si là nốt dễ thổi nhất và không lo bịt không kín. Các bạn đặt ngôi như sau. Ở đây có hai đỉnh của lỗ thổi tiêu. Chúng ta sẽ đặt môi sao cho đoạn thẳng nối giữa hai đỉnh của lỗ thổi tiêu nằm ở giữa, chính giữa hai môi. Sau đó các bạn sẽ thay đổi góc của cái tiêu và thay đổi hướng thổi của luồng hơi mình thổi ra. Đến lúc mà được cái tiếng tiêu đẹp nhất thì các bạn dừng lại. Sau khi thổi được nốt si thì các bạn bắt đầu tập các nốt bên dưới. Tập thêm một số kỹ thuật cơ bản trên tiêu như là rung hơi, luyến láy. Ở tiêu thì thực ra các bạn khi các bạn đã chơi được tiếng tiêu đẹp thì các bạn chỉ cần kết hợp thêm kỹ thuật rung hơi là thì khi các bạn tập thêm kỹ thuật rung hơi thì các bạn đã có thể dồn được cảm xúc vào cái tiêu rồi. Các kỹ thuật trên tiêu thì cũng giống như các kỹ thuật trên sáo, tuy nhiên thì thổi tiêu thì tối hơi hơn và khó đánh lưỡi hơn, khó reo lưỡi hơn, khó chạy ngón hơn, nhưng mà mình thấy thì rung hơi trên tiêu thì dễ hơn rung hơi trên sáo.